mới bắt một con qua cho nó nuôi phụ nha mọi người, tại nó đẻ có một con, một tại thấy đẻ có một con là tôi bắt qua cho nó nuôi luôn. Đây con này nè, mọi người thấy nó đẻ ra con nào nó mặc ú luôn rồi. Đây con mẹ đây, cam cam be nha mọi người. Mọi người nào có mua chuột hamster mọi người có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại 0908 1737 08 nha mọi người, có thể đang bế ổ mà.